Family some boy, hi. Rồi, các bạn ơi, hôm nay Saboy và Sơ sẽ thưởng thức một cái món đó là trứng cút nha các bạn. Thì trứng cút hiện tại Khải đang nấu rồi các bạn. Rồi các bạn, Khải đang nấu trứng. Thì hiện tại trứng cút này đã nấu ok rồi các bạn. Thì bây giờ Khải sẽ lấy trứng cút ra. Đang nổi bắp nha các bạn. Rồi các bạn ạ, trứng cút thì Khải đã nấu chín rồi. Thì bây giờ ông nội sẽ bóc ra cho Sam và Sơ cùng ăn nha các bạn. Rồi bây giờ ông nội sẽ bóc trứng nha các bạn. Xin để ông bóc cho. Cảm ơn. Khai. Bóc gần xong rồi. Sao?
Xong rồi. Xong rồi lên đây, xong rồi nào. Xong. Xong. Xong đợi xíu nha. Rồi ông đã bóc gần xong rồi đấy các bạn. Thì Sam và Sơ vẫn đang kiên trì để chờ đợi để được ăn trứng đấy các bạn. Rồi, gần xong rồi nha, bóc xong rồi ăn nha. Rồi ông đã bóc xong rồi các bạn. Rồi các bạn ơi, đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.